Nữ khuyết tật, tôi xin phép được quay lại câu chuyện chia sẻ của chị Hiếu và anh Hà một tí trong cái phần mà chị Hiếu khó sinh sinh con. Không phải là người khuyết tật ai cũng khó sinh, không sinh được đâu ha quý vị. Tại vì tôi cũng thường được hỏi là bị như thế này có sinh con được không. Trường hợp của chị Hiếu là một bị bệnh, một cái bệnh khá là đặc biệt. Còn xin thưa là chúng tôi vẫn sinh con được bình thường, và đó cũng là một cái suy nghĩ, một cái định kiến nó góp phần tạo nên những cái rào cản của người khuyết tật. Kính thưa quý vị, thông điệp hôm nay chúng tôi gửi đến các bạn là hãy yêu thương và hiểu nhau hơn, hãy cùng tạo cơ hội để tình yêu trên trái đất cùng nở hoa, hãy vượt qua chính bản thân mình, hãy chung tay giúp cộng đồng thay đổi nhận thức để người khuyết tật cùng hòa nhập với xã hội, cống hiến trái tim và thành quả của mình. Xin hãy cùng nhớ với nhau, người khuyết tật có quyền tham gia trọn vẹn mọi hoạt động xã hội mà họ yêu thích và có một cuộc sống xứng đáng và được tôn trọng như những thành viên khác trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn một bài hát nữa tràn ngập thông điệp yêu thương sẽ gửi đến quý vị như một món quà Giáng sinh từ những tình cảm chân thành. Và bây giờ, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin mời đại biểu và khách mời giao lưu tác giả những lá thư thì lên nhận những bó thư, những bó thư thắm từ ban tổ chức. Trước tiên chúng tôi xin mời các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho chương trình Gửi Người Tôi Yêu ngày hôm nay. Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC. Và xin mời đại diện của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Xin mời đại diện của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và tinh học Phương Đông. Và xin mời các đại diện chúng ta lên sân khấu ạ. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến, giám đốc trung tâm khuyết tật và phát triển, lên tặng hoa thay cho lời cảm ơn ạ. Xin ra đại diện các công ty ạ. Xin mời đại diện của công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC. Xin mời đại diện của tập đoàn Tân Hiệp Phát, đại diện công ty cổ phần thương mại dịch vụ tinh học Phương Đông ạ. Kính thưa quý vị, trong suốt quá trình tổ chức chương trình Gửi Người Tôi Yêu thì có một người luôn luôn theo sát chúng tôi và rất lo lắng, động viên cũng như là có những góp ý cho chương trình của chúng tôi có nhiều ý nghĩa. Đó là chị Võ Thị Hoàng Yến, giám đốc trung tâm khuyết tật và phát triển. Xin mời chị có người là chị giả. Xin hỏi các anh chị đang ngồi ở đây là các anh chị có thích chương trình không ạ? Sau khi nghe chia sẻ xong đó thì tôi muốn hỏi các anh chị là các anh chị ngồi ở đây có muốn được yêu không ạ? Có không? Có. Nhỏ quá, có muốn được yêu không? Có muốn mình yêu ai đó không? Có. Cũng nhỏ luôn, có không? Có. Nhưng mà rõ ràng là trong cái chia sẻ nãy giờ các anh chị thấy cả anh Trường, cả câu chuyện thật sống động của anh Trường, câu chuyện của chị Hiếu, chúng ta thấy là hai anh chị đều gặp đi gặp lại một cái điều rất là quan trọng là cái gì, nhớ không? Cái gì? Chân tình.
đúng không ạ? Anh Trường cũng lặp đi lặp lại rất nhiều là chân tình, chị Hiếu cũng lặp đi lặp lại rất nhiều là chân tình. Và trong cái câu chuyện này các anh chị có thấy rõ là cái điều mà anh Cử đã nhắc ngay từ ban đầu, có nghĩa là nếu mà tình yêu không đủ lớn thì chúng ta có vượt qua được khó khăn không? Có không? Có không? Không. À, có nghĩa là yêu cho đủ, tìm ra cho mình được mọi người thật sự yêu thương mình thật sự yêu thương người đó, và chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh, chúng ta cùng nhau xây dựng cho tình yêu của mình. Nếu như anh Trường không đấu tranh, nếu như chị Hiếu không đấu tranh, thì bây giờ này hai anh chị đó có thay cái cục cưng của mình không? Có không? Có không? Có. Không. Vậy thì các anh chị ở đây, trong ngày hôm nay sau cái buổi chia sẻ này, các anh chị có dám đấu tranh cho tình yêu của mình không? Có. Có không? Có. Thiệt không? Có. Đâu ai dám đấu tranh giơ tay lên? Có. Còn hết quá, ai dám đấu tranh giơ tay lên? Như vậy thì hy vọng rằng sau cái chương trình này thì DND sẽ nhận rất nhiều thư của các anh chị ở đây gửi về chia sẻ rằng là tôi bắt đầu dám tìm tình yêu cho mình, tôi bắt đầu dám chấp nhận những lời tỏ tình với mình, và tôi sẽ đấu tranh để tôi có một cái mái ấm hạnh phúc của mình. Được không? Được không? Yếu xìu à, hỏi sao cái yếu xìu tôi không có thấy quyết tâm vậy? Được không các anh chị? Được. Và một điều rất quan trọng nữa là người khuyết tật có quyền được yêu, có quyền tất cả những quyền như những người khác. Chúng ta có quyền được đi học, chúng ta có quyền có được việc làm, chúng ta có quyền có một cái cuộc sống giống như những người khác, cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta được yêu, chúng ta có mái ấm riêng của mình. Đó là một cái điều hết sức cơ bản trong quyền của con người, mà người khuyết tật cũng là con người. Hy vọng là các anh chị yêu thích chương trình này. Và đây cũng là một cái khởi đầu rất là mới, một cái thử nghiệm rất mới của DND trong một cái chương trình mà mong rằng nó đáp ứng được những cái nhu cầu của các anh chị ở đây. Và bởi vì gọi là thử nghiệm thì chúng tôi mong rằng trong tương lai chúng tôi còn tiếp tục tổ chức những chương trình như thế này ở những cái chủ đề khác nhau nữa mà các anh chị mong muốn. Các anh chị có thích gì không ạ? Hả? Thích không? Hả? Tính tôi ngộ lắm, tôi không thích nghe nói nhỏ. Các anh chị thích không? Hả? Vậy thì các anh chị thích cái gì? Các anh chị gửi cái đó về cho đi đi. Tại chúng tôi muốn phục vụ cho các anh chị mà, đúng không? Phục vụ cho các anh chị có nghĩa là chúng tôi muốn đáp ứng cái nguyện vọng mà các anh chị muốn. Vậy thì các anh chị muốn những cái chủ đề như thế nào thì các anh chị gửi thư về cho đi đi. Các anh chị đồng ý không? Đồng ý. Vậy thì nhớ gửi nhiều nhiều nhé, tại vì các anh chị mà gửi ít thì các anh chị sẽ không thấy tiếp những chương trình như thế này. Các anh chị gửi về càng nhiều thì chương trình như thế này càng nhiều. Cảm ơn các anh chị và hy vọng rằng sau cái ngày hôm nay, mà ngày hôm nay là ngày khởi đầu cho ngày mai là Noel, đúng không ạ? Noel thì thường người ta làm gì? Có ước không? Có. Có. Vậy thì các anh chị về ước đi. Ai chưa có người yêu thì ước mình có người yêu. Ai có người yêu rồi chưa dám chấp nhận thì ước rằng mình sẽ dám nhận, ước rằng gia đình mình sẽ dám chấp nhận, và ước rằng năm sau, Noel năm sau, mình sẽ có cái mái ấm của mình. Cảm ơn các anh chị. Chúc mừng mùa giáng sinh an lành. Xin cảm ơn chị Hoàng Yến. Và tất cả chúng ta, người khuyết tật cũng như người không khuyết tật, có quyền yêu, dám yêu và sống với tình yêu của mình. Và kính thưa quý vị, chất liệu làm nên chương trình hôm nay như chúng tôi đã nói từ đầu chương trình, đó là những bức thư, những lá thư chân tình chia sẻ của các bạn khuyết tật cũng như không khuyết tật đến chia sẻ với chương trình. Và giờ đây thì chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện một số những tác giả bức thư cùng lên sân khấu để nhận quà thay lời cảm ơn của ban tổ chức chương trình. Xin mời chị Liêu Thị Ngọc Hiếu. Xin mời bạn Nguyễn Ngà. Xin mời bạn Hoa Hướng Dương. Xin mời anh Lê Văn Trường. Xin mời chị Nguyễn Ngọc Lan Thanh. Xin mời chị Dương Đình Thảo Phương. Xin mời các nhân vật đã gửi bài về chương trình, chúng ta lên sân khấu. Xin mời anh Bá Đôi, xin mời anh Nguyễn
tác lòng nàng nhất sẽ là món quà Giáng sinh cho tất cả những tấm lòng và trái tim yêu thương của tất cả chúng ta. Xin mời nhóm hát DRD với bài hát Hãy